Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri. Đây cũng là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chính vì vậy, cử tri đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào việc đổi mới hơn nữa hoạt động này trong nhiệm kỳ mới. Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Qua các kỳ họp, số lượng chất lượng ý kiến chất vấn từng bước được nâng lên, có tính thời sự, phản ánh sát hơn tâm tư nguyện vọng của cử tri và những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhiệm kỳ vừa qua thì các phiên chất vấn của đại biểu nhân dân với các vị chủ trì các sở ban ngành thì trả lời những vấn đề mà nhân dân rất mong mỏi, các ông chí trả lời trực tiếp, không né tránh. Phải chúng tôi đánh giá là không né tránh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước dân, để nhân dân phấn khởi. Việc tham gia chất vấn tại các hội nghị, tại những cái buổi tiếp xúc, rồi cử tri hoặc là chủ yếu nhất là vào trong những cái kỳ họp thì hầu như tất cả các đại biểu chất vấn thì đều những cái ý kiến đều phản ánh và sát thực đến cái cuộc sống hàng ngày và đến cái sự phát triển chung về cái kinh tế văn hóa xã hội, thì nói chung là đều bảo đảm được chất lượng mà cũng đạt được đấy những cái nguyện vọng là phần lớn là của cử tri. Từ kết quả đó, nhiều cử tri mong muốn hoạt động này sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện một cách dân chủ hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho người đại biểu dân cử phải sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến cử tri, nắm bắt những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, truyền tải đầy đủ các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Người hỏi có trách nhiệm, người trả lời có trách nhiệm và ngắn gọn đúng theo tinh thần. Cái thứ hai là chúng tôi nghĩ là theo dõi những cái ý kiến đó, giải quyết đến cùng. Và đến hội nghị sau đấy tại sao không thực hiện được, thực hiện mới được như vậy, tại sao thực hiện tốt, tại sao chưa tốt. Và những kết quả đó là dân người ta cũng theo dõi những cái ông ấy trả lời là trình độ của ông ấy, trình độ của người hỏi và trình độ của người trả lời. Đến cái khóa 21-26 mong rằng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là phát huy cái tinh thần trước đây và làm tốt hơn nữa. Một là đại biểu phải có trách nhiệm, phải nắm bắt kịp thời những ý kiến nguyện vọng của cử tri. Đấy, và sau đó chuyển các ngành chức năng thì các ngành chức năng cũng phải bám sát vào những ý kiến, kiểm tra thực tế xem xét và cái việc là giải quyết là phải giải quyết một cách nhanh gọn dứt điểm. Đấy, thì bảo đảm được thì là cái ý kiến nguyện vọng của dân thì nó sẽ kịp thời. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện tốt quyền chất vấn là thể hiện năng lực và trách nhiệm của mình trước cử tri, góp phần nâng cao vị thế của người đại biểu dân cử và chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước hiện nay.